Những anh chị nào đang gặp những vấn đề sau đây nè. Thứ nhất, đó là vợ chồng của chúng ta hay thường xuyên cãi nhau mà chưa biết làm cách nào để tìm ra cái sự hòa hợp. Hai, vợ chồng chưa biết làm cách nào mà chúng ta trở nên gọi là phát triển công việc, tạo ra được nhiều cái tài chính. Thứ ba, chúng ta muốn biết được cái cách để nuôi dạy cái đứa con của chúng ta, làm sao để bỏ game và làm sao để chúng ta phát hiện ra được những cái tài năng cũng như là cái cuộc đời của con lớn lên như thế nào. Thứ tư, anh chị đang đứng trong một cái tình trạng, đó là cái công việc mà hiện tại đang gặp khó khăn và muốn đi tìm một cách nào đó để giúp cho công việc của mình phát triển. Thứ năm là anh chị dành là những anh chị mà làm trưởng phòng, làm nhân sự, mà chúng ta nói những bạn nhân viên á, mà rất là khó khăn và chúng ta rất là đau đầu để đi tìm ra một cái giải pháp nào đó để làm sao mà các bạn sẽ triển khai một vấn đề tốt. Thứ sáu, đó là những anh chị nào mà là chủ doanh nghiệp mà chúng ta đi muốn tuyển người mà người tài giữ được và họ trung thành với mình, họ hết lòng với mình, và làm sao để phân vai phân việc đúng vị trí, và đặc biệt nhất là không có những ai mà mình muốn làm sao những người khác họ không chơi xấu mình. Thứ bảy, đó là những anh chị nào có mong muốn làm sao đó biết được cuộc đời của chúng ta như thế nào, thì những anh chị nào trong trong trường hợp đó thì đây chính là một cơ hội vàng dành cho chúng ta có thể thay đổi được toàn bộ cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, cũng như chúng ta sẽ giải quyết được toàn bộ những cái thắc mắc, và đây chính là cái chìa khóa để gỡ cho chúng ta một cái bước để chuyển sang một trang mới. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, cô An tìm hiểu nghiên cứu về bản chất của con người và làm thay đổi cho hàng nghìn người, thì đây chính là một cái chương trình mà chính anh chị nghe xong cái video này là lúc anh chị đã có một cơ hội để kết nối cùng với cô An và kết nối cùng với tương lai của anh chị để giúp cho anh chị để tạo ra những cái giá trị. Trong chương trình này, cô An sẽ giúp cho cả nhà của chúng ta hiểu được, thứ nhất, chúng ta hiểu được những cái là chúng ta hiểu được về cái mệnh của mình nè, về tài năng của mình nè, và chúng ta nên biết cách phát triển công việc mình như thế nào để cho đúng hướng. Thứ hai, cô An sẽ chỉ cho anh chị biết những cái bí mật làm sao để vợ chồng chúng ta hòa thuận với nhau và phát triển. Thứ ba, làm thế nào để vợ chồng của chúng ta biết cách phối hợp lại với nhau, ăn ý với nhau, tạo ra tương sinh và tạo ra được nhiều tiền nhất. Tiếp theo, đó là cô An sẽ giúp cho anh chị nhìn ra được cái cách nuôi dạy con cái và nhìn ra được cái tài và cái cuộc đời của con nó sẽ phát triển như thế nào, đi về đâu. Cô An sẽ giúp cho anh chị chúng ta nuôi dạy con an tâm, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Tiếp theo, đó là cô An sẽ giúp cho các anh chị, những anh chị nào là trưởng phòng sẽ có những sở hữu ngay những cái bí mật, bí kíp làm sao để chúng ta thấu hiểu được nhân sự của mình, làm sao để chúng ta đặt các bạn và chúng ta nói các bạn để các bạn sẽ có thể là làm và tâm phục khẩu phục. Và tiếp theo, đó là cô An sẽ giúp cho các anh chị nào là doanh nghiệp, giám đốc, giúp cho anh chị biết cách tuyển người đúng, người tài, làm sao để họ giữ lực mình ở bên cạnh mình, và làm thế nào đó họ không có gọi là không có bỏ mình ra đi, phản bội mình. Và trong chương trình khóa học này được gọi là một khóa học thay đổi cuộc sống và thay đổi vận mệnh của mình. Và khóa học này sẽ được diễn ra trong vòng 7 buổi nha, và anh chị sẽ có cơ hội được gặp cô quan coaching 1-1 về cái tướng mạo của anh chị, về vận mệnh của các anh chị. Và anh chị hãy bấm vào ở cái đường link ở bên dưới, để bấm vào ở bên dưới, và đó lúc mà anh chị bấm đó chính là lúc mà anh chị đã bắt đầu có một quyết định đúng, thay đổi về cuộc sống của chính mình.